và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình hôm nay thứ hai ngày 15 tháng 7. Chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính sau đây. Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Thái Bình lần thứ 5 nhiệm kỳ 2024-2029. Các hộ dân ở huyện Quỳnh Phụ chủ động nhiều giải pháp để bảo vệ an toàn cá lồng trong mùa mưa bão. Đoàn đại biểu tỉnh Thái Bình dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, đền thờ các anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị triển khai cuộc kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, kế hoạch số 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, dự hội nghị. Việc kiểm tra sẽ được thực hiện đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Tiền Hải, Quỳnh Phụ, Kiến Sương, Hưng Hà và Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh và Quân sự tỉnh. Mốc thời gian kiểm tra từ tháng 11 năm 2021 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024. Thời gian tiến hành kiểm tra tại các đơn vị hoàn thành trước ngày 10 tháng 8 tới. Cuộc kiểm tra lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm đánh giá đúng thực trạng, ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm nếu có của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận, chủ trương của đảng về xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị. Trên cơ sở đó tiếp tục phát huy ưu điểm, kịp thời sửa chữa khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, đồng thời đề xuất các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn kết luận của Trung ương, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian tới. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các Ban Thường vụ Huyện ủy, Đảng ủy được kiểm tra nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị đầy đủ nội dung tạo điều kiện thuận lợi để đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ. Trên với một cái tình trạng đó thì đề nghị các đồng chí một cái yêu cầu rất là khẩn trương và với một cái trách nhiệm rất là cao. Thế còn đối với các đồng chí đoàn công tác ấy, thì các đồng chí xác định đây là một cái trọng trách mà được giao cho các đồng chí. Bây giờ 4 đồng chí là thường ủy viên Ban Thường vụ, thế còn 4 đồng chí là phó thì lại là phó các ban xây dựng đảng, cho nên là các đồng chí phải nhận thức và cũng nên nêu cao cái trách nhiệm với cái tinh thần khách quan, công tâm, và chúng ta phải đánh giá rõ bây giờ cái gì cơ sở làm được thì chúng ta nói là làm được, và cái gì chưa được thì chúng ta chỉ ra là chưa được. Để qua đây cũng là cái dịp để chúng ta chấn chỉnh và rút kinh nghiệm, và mong rằng cái công tác xây dựng đảng và chỉnh đốn đảng chúng ta ngày càng tốt hơn. Việc thực hiện tốt cuộc kiểm tra là một bước để chuẩn bị cho cuộc kiểm tra của Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về nội dung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong quý 3 năm nay. Sáng nay, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Thái Bình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2024-2029. Tới dự có đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Với tinh thần yêu nước, đoàn kết, khát vọng, sáng tạo, phát triển, Đại hội đã tập trung đánh giá công tác hội và phong trào thanh niên tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ qua, đề ra mục tiêu phương hướng công tác hội và phong trào thanh niên Thái Bình nhiệm kỳ 2024-2029. Nhiệm kỳ qua, tất cả các chỉ tiêu xác lập từ đầu nhiệm kỳ đều đạt và vượt, trong đó 10 trên 11 chỉ tiêu đạt và vượt yêu cầu đề ra. Phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi, phong trào chủ lực trong công tác hội đã được Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh triển khai rộng rãi, thu hút đông đảo thanh niên tham gia. Các cấp hội đã trao tặng trên 20.000 suất quà cho đối tượng chính sách, hộ nghèo, người già khó khăn, trao trên 26.700 học bổng cho học sinh sinh viên vượt khó, trị giá hơn 35 tỷ đồng. Thực hiện trên 1.000 công trình phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các cấp hội và phong trào thanh niên, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội địa phương, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp hội Liên hiệp Thanh niên tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thực hiện hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng chính trị, lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên. Các chương trình hoạt động của các cấp hội phải lấy hội viên thanh niên làm trung tâm, đáp ứng với nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên. Nỗ lực gắn kết chặt chẽ các hoạt động của tổ chức hội với yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới, nhất là nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc,
tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên thực tham gia các nhiệm vụ chính trị như xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh, xây dựng nếp sống văn hóa, chung tay bảo vệ môi trường, tham gia giữ gìn an ninh trật tự và an toàn giao thông, chủ động xung kích hỗ trợ thi công các dự án trọng điểm của tỉnh, của địa phương, đóng góp ý kiến xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, qua đó góp phần đưa các phong trào của hội ngày càng thiết thực, hiệu quả, đồng hành với thanh niên, phấn đấu xây dựng tổ chức hội vững mạnh về tư tưởng và tổ chức, chú trọng chăm lo củng cố xây dựng các cấp hội vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng và tổ chức, để Hội Liên hiệp Thanh niên thực sự là tổ chức xã hội rộng rãi, có sức lôi cuốn, thu hút mọi thành phần đối tượng thanh niên với phương châm đoàn mạnh, hội rộng và đâu có thanh niên, ở đó có tổ chức hội. Tại đại hội, 45 ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ban Kiểm tra Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh khóa 5, nhiệm kỳ 2024-2029 đã ra mắt đại hội. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, chủ trì phiên họp thứ 8 của Ban chỉ đạo triển khai phương hướng nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng cuối năm. Dự tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước đã xác định cải cách hành chính là một trong ba nhiệm vụ đột phá chiến lược, xây dựng nền hành chính theo hướng dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân. Quan điểm là cải cách hành chính phải luôn lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, làm trung tâm, phải được triển khai đồng bộ với cải cách lập pháp, cải cách tư pháp và đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, góp phần xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng cũng lưu ý thủ tục hành chính hiện vẫn còn rườm rà, có nơi thực hiện chưa nghiêm, gây phiền hà, bức xúc. Bộ máy tổ chức còn nhiều tầng nấc, hoạt động chưa thực sự hiệu quả, tình trạng né tránh đùn đẩy trách nhiệm vẫn diễn ra. Những tồn tại hạn chế này cần sớm khắc phục để mau chóng khơi thông và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phục hồi phát triển đất nước trong bối cảnh hiện nay. Chiều nay, Cụm thi đua số 5 Bộ Công an tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc 6 tháng đầu năm. Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và Đại tá Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, dự hội nghị. 6 tháng đầu năm, Công an các tỉnh trong Cụm thi đua số 5 gồm Thái Bình, Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam, Hải Dương đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp mang tính đột phá để tiếp tục đổi mới sáng tạo trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc gắn với khẩu hiệu hành động, xây dựng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Qua phong trào thi đua xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình tiên tiến và nhiều hoạt động ý nghĩa nhân văn được các cấp biểu dương khen thưởng. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị công an các tỉnh trong cụm thi đua nói chung và công an tỉnh Thái Bình nói riêng cần tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần cảnh giác và ý thức trách nhiệm, thể hiện rõ vai trò nòng cốt xung kích trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, chủ động tích cực tham mưu cấp ủy chính quyền các cấp, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết về công tác đảm bảo an ninh trật tự, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ chiến sĩ, tích cực xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ công an trong lòng nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, trước đây thôn Đông Quách, xã Nam Hà, huyện Tiền Hải vốn là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự bởi là nơi giáp danh có nhiều loại tội phạm hoạt động. Song từ khi triển khai thực hiện mô hình tổ tự quản về an ninh trật tự, người dân đã phát huy vai trò tích cực, chủ động trong việc tham gia tố giác, phát giác các loại tội phạm, góp phần tạo mối đoàn kết trong khu dân cư, ngăn ngừa phát sinh tội phạm ở cơ sở. Trước đây khi chứng kiến nhiều gia đình trong thôn bị mất trộm vật nuôi như chó, mèo, gà, gia đình ông Sóc luôn thấp thỏm lo âu. Từ khi có tổ tự quản về an ninh trật tự, tình hình an ninh thôn xóm đã ổn định. Không những vậy, gia đình ông Sóc còn được công an xã và các thành viên tổ tự quản đến tuyên truyền phổ biến các biện pháp phòng ngừa thủ đoạn lừa đảo của một số loại tội phạm mới hiện nay. Mọi cái mà tệ nạn xã hội, từ cái ma túy cho đến trộm cắp chó, mèo, rồi mọi cái này nó được nghiêm túc, tốt hơn so với trước kia chưa thành lập. Tổ tự quản số 2 thôn Đông Quách được thành lập từ năm 2019. Từ khi thành lập đến nay đã kịp thời phát hiện hàng chục hành vi vi phạm pháp luật cũng như nhiều vụ mâu thuẫn xảy ra trong cộng đồng dân cư. Không những thế, các thành viên trong tổ còn tham gia hòa giải thành công nhiều vụ việc, không để phát sinh thành điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự.
nghe nguồn tin mà có thể có cái dư luận hoặc là người ta âm thầm người ta báo là đội tự quản chúng tôi cũng đến để thâm nhập và nắm bắt cái tình hình để giải quyết từ khi nó còn mà nhỏ và bé. Trong thời gian qua nhờ cái sự có góp sức của đội tự quản thì tình hình về an ninh trật tự tại địa bàn xã đã được đảm bảo. Tình hình về tội phạm đã được kéo giảm, những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân thì cũng có sự góp sức của tổ tự quản thì đã được giải quyết, không để phức tạp kéo dài và mâu thuẫn lớn. Những năm qua, dưới sự hướng dẫn về nghiệp vụ của công an xã Nam Hà, tổ tự quản về an ninh trật tự thôn Đông Quách đã huy động sự vào cuộc của toàn bộ các hộ dân trong thôn, thường xuyên phối hợp trong việc tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự. Qua đó đã kịp thời cung cấp nhiều nguồn tin quan trọng cho lực lượng công an trong việc đấu tranh với các loại tội phạm, giữ bình yên cuộc sống, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội. Chương trình thời sự tối tiếp tục với các tin quan trọng khác. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân huyện Tiền Hải khóa 20 nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ 8, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Vũ Ngọc Trì, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, tới sự. 6 tháng đầu năm nay, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song kinh tế xã hội của huyện Tiền Hải đạt được những kết quả nổi bật. Tổng giá trị sản xuất tăng 5,45% so với cùng kỳ, sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP được tăng cường thực hiện. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường được tăng cường, thu ngân sách bảo đảm cân đối, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân huyện Tiền Hải thông qua các báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện, các tờ trình thảo luận cho ý kiến về triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Từ đầu năm đến nay, các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Đông Hưng đã thực hiện tốt quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, không dịch bệnh gắn với bảo vệ môi trường. Nhờ vậy, giá trị ngành chăn nuôi nửa đầu năm nay của huyện đạt 653 tỷ đồng, tăng gần 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Huyện đã chỉ đạo các địa phương hướng dẫn nông dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu giống vật nuôi và triển khai chăn nuôi theo mô hình gia trại trang trại. Các hộ nông dân chủ động ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quá trình chăn nuôi để nâng cao chất lượng giá trị của gia súc gia cầm. Tiêu biểu là mô hình nuôi cá trong ao bán đổi tại các xã Đông Quan, Đông Cường, Đô Lương. Mô hình nuôi ngan R71, vịt thịt, gà lông màu thương phẩm tại các xã Lô Giang, Trọng Quan, Liên Hoa. Huyện Đông Hưng hướng dẫn nông dân tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu giống vật nuôi, nâng tỷ lệ giống vật nuôi có năng suất chất lượng giá trị cao, chăn nuôi công nghiệp, gắn với thị trường, chuyển dần chăn nuôi ra khỏi khu dân cư. Khai thác mọi tiềm năng thế mạnh của địa phương, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Nhiều hội viên nông dân huyện Thái Thụy trở thành điểm sáng trong phong trào nông dân, thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Huyện Thái Thụy có trên 38.300 hội viên đăng ký tham gia phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, chiếm 83% tổng số hội viên trong huyện. Hội nông dân huyện đã khuyến khích hội viên tập trung tích tụ ruộng đất để sản xuất hàng hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình liên kết chuỗi sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, đồng thời tín chấp với các ngân hàng cho trên 8.800 hộ vay với tổng dư nợ 572 tỷ đồng. Tín chấp trên 200 tấn phân bón các loại, giúp hội viên phát triển sản xuất, đồng thời tổ chức dạy nghề, tập huấn khoa học kỹ thuật cho hội viên nông dân. Từ việc đổi mới nâng cao chất lượng phong trào, đời sống tinh thần của hội viên được nâng lên, nhiều hộ có mức thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Đến nay, huyện Thái Thụy có trên 24.000 hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Thưa quý vị và các bạn, nghề nuôi cá lồng trên sông đã phát triển hơn chục năm nay và đem lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều nông dân trong tỉnh. Tuy nhiên, đây cũng là nghề phải đối diện với nhiều rủi ro bởi ảnh hưởng của thời tiết môi trường. Để bảo vệ cá nuôi lồng bè trong mùa mưa lũ, các hộ dân đã chủ động nhiều giải pháp nhằm giảm nguy cơ rủi ro và tăng hiệu quả trong sản xuất. Ghi nhận tại huyện Quỳnh Phụ. Là hộ nuôi cá lồng có quy mô lớn ở xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, ngay từ khi bắt đầu vào mùa mưa bão, gia đình ông Ba đã chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho 40 lồng nuôi cá của gia đình. Với những lồng cá đã đạt kích cỡ thương phẩm, ông chủ động thu hoạch để tránh thất thoát. Ngoài ra, ông cũng chú trọng kiểm tra, gia cố thường xuyên để bảo vệ an toàn lồng cá.
cần thiết nhất là những cái phi nào mà nó đã có hạn sử dụng thì mình nên thay bằng những phi mới để cho nó nổi cái lồng bè. Thứ hai nữa là mình chuẩn bị cái lượng máy để thêm cái oxy trong nước để cho nó tăng cái nhiệt độ oxy lên con cá cho nó khỏe, để hỗ trợ trong lúc khi mà nước đục, nước mũi về. Khai thác lợi thế có hai sông lớn chảy qua là sông Luộc và sông Hóa. Một số hộ dân ở huyện Quỳnh Phụ đã đầu tư lồng bè để nuôi cá trên sông. Toàn huyện có gần 200 lồng nuôi cá, tập trung ở ba xã Quỳnh Ngọc, Quỳnh Hoa, Quỳnh Hoàng. Vào mùa mưa lũ, ngoài vấn đề gây xê dịch các lồng nuôi, một nguy cơ khác có thể gây ảnh hưởng đến môi trường nuôi là lượng nước lớn làm thay đổi đột ngột hàm lượng oxy, khiến cá dễ bị ngạt. Các hộ nuôi cá lồng chủ động đầu tư hệ thống sủi ở các lồng nuôi, đồng thời triển khai các biện pháp phòng bệnh nhằm giảm nguy cơ rủi ro và tăng hiệu quả nuôi thủy sản. Khi xả đầu nguồn xuống thì là một là nước nó đục, hai nữa là nó cũng nhiều cái nước thải bên trong người ta lợi dụng, người ta đẩy theo ra đấy. Đẩy theo ra sông thì con cá nó sẽ dễ mắc bệnh. Nói chung là chỉ bằng cách giảm lượng ăn cho cá đi thì con cá nó sẽ khỏe hơn. Hiện nay trên địa bàn xã là có 3 hộ chăn nuôi cá lồng với số lồng là sắp xỉ 100 lồng. Thì đối với địa phương thì khuyến cáo với các hộ gia đình chăn nuôi lồng bè ở mùa mưa lũ này thì phải thường xuyên kiểm tra những cái leo và chằng trống cho nó đảm bảo trong mùa mưa bão để bảo vệ cái tài sản của nhân dân. Đang vào thời gian cao điểm của mùa mưa bão, sự chủ động của các hộ nuôi sẽ góp phần đảm bảo an toàn tốt nhất cho các lồng cá, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, đoàn đại biểu tỉnh Thái Bình do đồng chí Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, đền thờ các anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên tại điểm cao 468, thôn Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Dự lễ dâng hương có đồng chí Nguyễn Văn Huy, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên là nơi an nghỉ của gần 2.000 liệt sĩ cùng phần mộ tập thể các liệt sĩ, trong đó phần mộ của 80 người con quê hương Thái Bình đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Đoàn đại biểu tỉnh Thái Bình đặt vòng hoa thành kính dâng hương tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc để non sông đất nước được hòa bình, ấm no và hạnh phúc. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh không ngừng nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Thưa quý vị và các bạn, đây là điểm cao 468 thuộc mặt trận Vị Xuyên. Cách đây hơn 40 năm, các lực lượng bộ đội địa phương cũng như là bộ đội chủ lực đã chiến đấu kiên cường dũng cảm để bảo vệ từng tấc đất trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Đoàn đến dâng hương tại đền thờ các anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên tại điểm cao 468. Tại đây, với ý chí một tấc không đi, một ly không rời, quyết tâm giữ vững từng mỏm đồi, vách đá, điểm cao bằng tinh thần quả cảm, sống bám đá đánh giặc, chết hoa đá bất tử. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, đã có trên 4.000 cán bộ chiến sĩ anh dũng hy sinh. Xương máu của những chiến công của các anh đã trở thành bất tử, khắc ghi vào lịch sử dân tộc để Tổ quốc mãi mãi trường tồn. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu nguyện một lòng trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống quê hương anh hùng, ra sức thi đua học tập, cùng chung sức thực hiện hiệu quả sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam, vì mục tiêu phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Thực hiện thông báo kết luận số 913 của Thường trực Tỉnh ủy và kế hoạch số 106 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tổ chức các hoạt động trọng tâm kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, ngoài quà tặng của Chủ tịch nước, toàn tỉnh có hơn 84.000 người và gia đình có công với cách mạng được tặng quà của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Không riêng trong tháng tri ân, những năm qua tỉnh Thái Bình vẫn thường xuyên quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và phối hợp tổ chức triển khai thực hiện phong trào đền ơn đáp nghĩa, toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tích cực kêu gọi vận động nguồn xã hội hóa để trao quà cho đối tượng chính sách, đảm bảo đầy đủ kịp thời, đúng người đúng đối tượng.
từ năm 2012 đến nay, Thái Bình không còn hộ gia đình chính sách thuộc diện hộ nghèo. 100% xã, phường, thị trấn được công nhận thực hiện tốt chính sách thương binh liệt sĩ. Thưa quý vị và các bạn, tháng 7 mang nhiều ý nghĩa đặc biệt với những người làm công tác công đoàn, bởi năm nay là 78 năm thành lập Công đoàn Thái Bình. Kể từ khi thành lập tới nay, các cấp công đoàn tỉnh Thái Bình đã có những đóng góp quan trọng, vừa xây dựng tổ chức hội vững mạnh, vừa góp phần vào công cuộc đổi mới của tỉnh và đất nước. Và trong hành trình đó, nhiều cán bộ là chủ tịch công đoàn sẽ được biểu dương khen thưởng vì những đóng góp và cống hiến. Thấu hiểu sâu sắc lời Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ là cái gốc của mọi công việc, bà Trần Thị Thu Trà, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, đang kiêm nhiệm vai trò là Chủ tịch Công đoàn của ngành, đã nỗ lực tu dưỡng rèn luyện. Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn là những đức tính mà bà luôn ghi nhớ để không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn khẳng định mình ở vị trí Chủ tịch Công đoàn cơ quan 5 năm qua với nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả. Trong cái giảm bớt cái thủ tục giấy tờ ấy, thì chúng tôi chuyển những cái văn bản liên quan đến cái ứng dụng công nghệ thông tin, tức là những cái văn bản liên quan đến pháp luật, rồi những cái văn bản chỉ đạo của Đảng ấy, qua cái hệ thống mạng của ngành để các đồng chí trực tiếp nghiên cứu học tập. Qua đó là cái thủ tục hành chính thì nó đã được giảm đáng kể. Bà Trà là điển hình tiêu biểu trong số rất nhiều tấm gương chủ tịch công đoàn. Đó đều là những hạt nhân, thủ lĩnh của phong trào công nhân và hoạt động công đoàn, là người trực tiếp truyền lửa, truyền thụ kinh nghiệm cho cán bộ đoàn viên công đoàn, người lao động trong cơ quan đơn vị. Thông qua các hoạt động được triển khai mang nhiều ý nghĩa thiết thực, các tổ chức công đoàn ở Thái Bình đã tập hợp được lực lượng lớn công nhân, đội ngũ trí thức và những người lao động tham gia vào tổ chức công đoàn. Chúng tôi chỉ đạo cho các cấp công đoàn từ cấp trên cơ sở cho đến liên đoàn tỉnh, chúng ta tập trung vào tri ân cái đội ngũ cán bộ công đoàn làm công tác công đoàn để chúng ta thứ nhất là phát huy cái năng lực, trình độ của các đồng chí, và đồng thời thông qua những hoạt động như thế thì chúng ta động viên, khen thưởng, khích lệ các đồng chí tiếp tục phát huy trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm và dám nghĩ, dám làm, đổi mới các hoạt động của tổ chức công đoàn. Yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đòi hỏi Công đoàn Thái Bình phải ngày càng vững mạnh, xứng đáng là tổ chức chính trị tin cậy của Đảng, đại diện quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và công nhân lao động. Thời gian tới, thì theo tôi, cán bộ công đoàn cơ sở cần tập trung vào việc là giáo dục chính trị tư tưởng cho người lao động, phát huy cái vai trò cầu nối giữa Đảng với công nhân và cùng với doanh nghiệp để mà nâng cao cái đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, rồi phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các cái đoàn thể chính trị xã hội để mà củng cố cái khối công nông nên mình trí thức để góp phần xây dựng thành công cái khối đại đoàn kết toàn dân. Những cán bộ làm công tác công đoàn, mà đặc biệt là chủ tịch công đoàn các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, sẽ là lực lượng then chốt, là cánh tay đắc lực để cùng các tổ chức công đoàn hoàn thành tốt sứ mệnh của mình, đóng góp chung vào nhiệm vụ phát triển công đoàn ngày càng vững mạnh, xây dựng quê hương đất nước văn minh giàu đẹp. Cuối chương trình là tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Chiều nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển tỉnh Quảng Trị đến Quảng Nam, cường độ mạnh cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ từ 10 đến 15 km/h. Áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu trước khi vào đất liền. Tuy nhiên, vùng áp thấp sau đó vẫn gây mưa lớn trên diện rộng từ Tây Nguyên, Trung Bộ đến cả khu vực Bắc Bộ từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 7, có nơi lượng mưa lên tới 250mm. Đặc biệt, cảnh báo nguy cơ sạt lở ở nhiều vùng núi bao gồm cả Hà Giang và các tỉnh Tây Bắc Bộ. Đến đây, chương trình Thời sự tối của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thái Bình xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình Thời sự trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTVGO, VTVGO hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.